Hoàng Huấn xin kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình tọa đàm sức khỏe cho mọi người của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý khán giả, tại nhiều tỉnh thành đang giãn cách xã hội, học sinh vẫn tiếp tục duy trì việc học trực tuyến tại nhà. Học tập thông qua các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, iPad, TV trong nhiều giờ đồng hồ sẽ khiến trẻ mệt mỏi và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực. Vậy phụ huynh cần phải làm gì để chăm sóc và bảo vệ đôi mắt của trẻ khi học trực tuyến kéo dài, đặc biệt là phòng tránh những tật khúc xạ thường gặp ở trẻ? Trong chương trình Sức khỏe cho mọi người của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai ngày hôm nay, các bác sĩ chuyên khoa đến trao đổi với chúng ta về chủ đề chăm sóc và bảo vệ đôi mắt của trẻ khi học trực tuyến trong mùa dịch. Vâng, ngay bây giờ Hoàng Huấn trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ tham gia trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Ngân, trưởng khoa dinh dưỡng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai. Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Thị Nga, phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Vâng ạ, trước tiên thì cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước khi trao đổi với các vị khách mời, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một phóng sự vừa ghi nhận tại khoa mắt Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Tối thứ bảy hôm đấy khoảng 6-7 giờ gì đó thì bé kêu là má con mờ mắt. Thì em mới bảo là chắc là chơi điện thoại nhiều, không chơi nữa. Thế là cháu đi ngủ luôn. Đi ngủ luôn, thế qua ngày sau là chủ nhật. Thì đi về nhà nội chơi thì cả ngày cháu hỏi má là má ơi sao trời sáng hay trời tối vậy? Thì em bảo là trời đang sáng, bảo con cảm thấy tối không à? Tới tối em về em bảo thôi đi ra tiệm thuốc Tây mua thuốc coi xem sao. Thì tiệm thuốc Tây bán cho cái lọ nhỏ mắt. Thứ hai là tới 7 rưỡi là học online. Thì em mới bỏ bàn với lại bật đấy lên thì cháu bảo cháu không nhìn thấy điện thoại, màn hình tối om mà. Thì em đưa cháu đi khám, lên đây khám luôn ạ. Bác sĩ cho bé đọc mấy cái chữ thì bé không có đọc được. Thì bác sĩ phải đi đến gần nửa mét, bác sĩ giơ tay thì cháu mới nhìn thấy. Thế là bác sĩ kia ra coi thì coi là nó giãn hết cái hồng tử mắt, hai cái mắt luôn. Ra là khám, ra đo khúc xạ với gì thì không được. Thế là bác cứ cho thuốc nhỏ. Cái thuốc uống thì bác hẹn là thứ tư hoặc thứ sáu lên tái khám. Bác qua mắt thì bác bỏ hai nó cứ giãn hết cái gì á, không có đo được. Hôm nay tái khám thì đo cũng không được. Đo khúc xạ với đo thị lực thì cũng không đo được, mắt cháu nó không nhìn thấy. Thế là đi chẩn đoán là đo đi thần kinh cái gì á, cho đi chụp CT xem cháu bị não hay bị sao không. Đây là trường hợp bé gái 10 tuổi bị nhược thị rất nặng. Phụ huynh cho biết bé thường sử dụng điện thoại smartphone trong thời gian dài, nhiều nhất trong 2 năm nay, chủ yếu để học online và chơi trên điện thoại, ít dành thời gian cho mắt nghỉ ngơi. Nhà em thì không có TV, cháu chỉ có điện thoại thôi. Học online xong thì là cháu chơi một tí, là cháu cất điện thoại đi. Xong cũng dòng dòng chơi, lúc lại vào chơi điện thoại. Bây giờ tại vì học xong rồi rảnh rỗi thì nếu mà cô giao bài thì cháu lại ngồi cháu làm bài. Nhưng mà thường em nhận thấy thì là cháu chơi cũng nhiều. Tối thì khoảng cỡ 8 giờ, 9 giờ là tắt điện đi ngủ thì nhiều khi cháu vẫn nằm cháu coi trong cái bóng tối như vậy. Các bậc phụ huynh nên cho cháu, các cháu hạn chế điện thoại đi. Tại con em như vậy giờ thật sự là em rất hối hận nhưng mà bây giờ không biết phải làm sao luôn á. Có cái tật khúc xạ mà cháu không phát hiện được, mà người nhà cũng nấn ná không đi khám được, cho nên là để nó diễn biến là nó nhược thị. Thế là mới khám cận lâm sàng, cái test tôi thấy là các cháu bị nhược thị rất là sâu. Các trường hợp đó thì thật sự là điều trị về nhược thị rất là khó khăn và kéo dài. Tại vì cái nhược thị tính là cái chức năng của cái nhìn con mắt nó giảm đi. Thường là bệnh nhân phải che mắt để mà nâng cái thị lực nó lên. Cái thời gian mà điều trị đó, nó phụ thuộc vào cái độ sâu, cái độ mất thị lực do nhược thị. Và cái thứ hai là nó phụ thuộc vào cái bệnh lý, cái tốc độ tập trung nữa. Mà thường là ở trẻ là cái việc điều trị nhược thị nó rất là khó khăn. Cho nên là khả năng mất thị lực là có nó hiện hữu đấy. Nên là cũng mong rằng là nên phát hiện sớm các cái tật khúc xạ, mà đặc biệt là do các thiết bị vi tính mà hoặc là các thiết bị di động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19,
nên việc học trực tuyến là nhu cầu cần thiết và là xu thế trong thời đại công nghệ số hiện nay. Tuy nhiên, việc học tập thông qua các thiết bị điện tử như máy vi tính, điện thoại, iPad, TV trong nhiều giờ đồng hồ sẽ khiến trẻ mệt mỏi và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực. Đây cũng là vấn đề khiến rất nhiều phụ huynh trăn trở. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Nga. Thưa bác sĩ có thể cho biết việc mà trẻ dành nhiều thời gian xem màn hình TV, máy tính, điện thoại thì sẽ dẫn đến các bệnh gì về mắt ạ? Kính thưa quý khán giả xem đài, kính thưa Hoàng Huấn và bác sĩ Ngân, thì cũng như là trong cái quá trình mà xem điện thoại, sử dụng máy tính, iPad hoặc là điện thoại, nếu mà mình sử dụng trong thời gian kéo dài nhiều giờ từ ngày này qua ngày khác thì mắt sẽ có những cái biểu hiện giống như là mỏi mắt, nhức mắt, nhiều lúc là nhức đầu, khô mắt và chảy nước mắt. Đặc biệt là đối với những trẻ mà đang còn trong quá trình mà đi học, hiện nay là thực hiện là học online tại nhà, thì rất là quan trọng cái vấn đề mà ngồi cho nó xa cái khoảng cách ra để mà hạn chế cái tình trạng mà mắt bị ảnh hưởng. Bác sĩ có thể liên hệ thực tế tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai các cái bệnh về mắt mà ở trẻ thường gặp hay không ạ? Hiện nay ở khoa mắt Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thường hay gặp nhất là mà gây ra cho mờ để bệnh nhân đến khám với lại chúng tôi thì đa số là khoảng trên 80% bệnh nhân than mờ đến khám đều khi sau khi khám thì mờ do tật khúc xạ là chính. Rồi có những cái bệnh lý liên quan với để đến khám mắt giống như là viêm kết giác mạc này, rồi chóp lẹo này, rồi đục thủy tinh thể, rồi có một số thì khám để mà tầm soát sơ sinh non tháng nhẹ ký là tại khoa mắt Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Yeah. Bác sĩ có thể chia sẻ cho quý khán giả rõ hơn về những cái tật khúc xạ thường gặp ở trẻ không ạ? Những cái tật khúc xạ thường gặp ở trẻ hiện nay đa số là chiếm là 80% là do cận thị và loạn thị. Có một số ít thì viễn thị, nhưng đa số tất cả các tật khúc xạ đó nói chung đều gây cho thị lực nhìn xa bị giảm. Trong cái khoảng thời gian mà trẻ bắt đầu tham gia vào cái việc học trực tuyến, học online tại nhà nhiều như là thời gian vừa qua thì tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, khoa mắt của chúng ta có thường xuyên gặp những cái phản ánh hay là những cái chia sẻ của các bậc phụ huynh đối với thị lực của con em mình như thế nào hay không? Bác sĩ có chia sẻ thêm đi ạ? Thì thường trong thời gian dịch bệnh vừa qua thì một số phụ huynh con em đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thì đa số là các cháu là than mờ mắt, rồi mỏi mắt, rồi một số bé thì kêu là nhức đầu và than mệt mỏi. Thì những cái trường hợp như vậy thì cho khám tầm soát và sau khi kiểm tra thị lực và đo khúc xạ thì sẽ có một cái chỉ số khúc xạ nhất định, nghĩa là nó bị các cháu sẽ bị tật khúc xạ, cho nên là đến khám nhiều thời gian vừa qua. Có những cái trường hợp nào ở trẻ các cái tật khúc xạ mà nó gây ảnh hưởng nặng nề đến cái thị lực của trẻ hay không ạ? Dạ có, ví dụ như là độ cao hoặc là đơn kính không phù hợp với lại mắt, hoặc là những cái mình cho trẻ học quá nhiều đi rồi nó cũng sẽ bị ảnh hưởng tới cái thị lực của bé. Nếu như mà trẻ trong cái đoạn phóng sự vừa rồi chúng ta có nhắc đến cái vấn đề là nhược thị, thì nếu như mà trẻ không được thăm khám và điều trị kịp thời thì khi mà dẫn đến cái tình trạng nhược thị nó sẽ như thế nào, bác sĩ Nga có thể chia sẻ để mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn. Thường là nếu như mà khi mà có tật khúc xạ rồi, đã khám mà có tật khúc xạ rồi thì các bậc phụ huynh chúng ta nên cho trẻ đeo kính theo đơn kính phù hợp của bác sĩ đã kê, chứ không vì một lý do nào đó mà mình không cho trẻ đeo kính. Thì nếu mà không cho trẻ đeo kính, nếu mà thời gian lâu thì trẻ dẫn tới mắt là lười, và người ta gọi là, trong từ chuyên môn gọi là mắt nhược thị. Nhược thị tức là sao? Tức là mắt sẽ lúc đó mình sẽ đeo kính, kính cũng không có lên, không đáp ứng, mổ phẫu thuật cũng không được và uống thuốc, dùng thuốc cũng không được, và lúc đó là dẫn tới là tình trạng mù. Thường nhược thị thì nó sẽ xảy ra một mắt thôi. Và trong những cái trường hợp mà bất đồng khúc xạ thì nó cũng hay dẫn tới tình trạng nhược thị.
Tại vì mình cứ nghĩ rằng là mắt mình thấy đường, nhưng mà thực ra nhược thị chỉ phát hiện khi đi khám mắt, bác sĩ sẽ che từng mắt lại và lúc đó phát hiện ra là một mắt đã không thấy đường nữa rồi. Thì lúc đó có thể là trong quá trình mà bác sĩ cho đơn kính nhưng mà bệnh nhân phụ huynh là không cho bé đeo thì nó sẽ dẫn tới tình trạng đó. Và xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Nga. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tỷ lệ tật khúc xạ đang tăng cao, đặc biệt là ở trẻ em trong độ tuổi đến trường. Trong đó, cận thị chiếm tỷ lệ khá cao. Bây giờ chúng ta cùng xem một đoạn phóng sự sau. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em mắc các tật khúc xạ cần được chỉnh kính, và con số này ngày một tăng cao. Có 3 loại tật khúc xạ mà lứa tuổi học đường hay mắc phải là cận thị, viễn thị và loạn thị. Trong đó, cận thị là tật khúc xạ học đường phổ biến nhất, chiếm tới 2/3 số ca mắc. Tại khoa mắt, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đa số phụ huynh khi thấy trẻ có các dấu hiệu như mắt mờ, không nhìn rõ chữ, thường nheo mắt hoặc đau đầu, khó chịu, mới đưa con đi thăm khám. Bé năm nay 9 tuổi. Nói chung bình thường thì thấy bé cũng không có nói là biểu hiện là mắt bị mờ. Nhưng mà cái tư thế ngồi của bé là nhiều khi mẹ thấy là bé hơi cúi xuống sát thì cũng có nhắc nhở. Bé thì coi tivi với điện thoại cũng hạn chế bình thường lắm, nhưng mà bé thì có cái sở thích là rất là thích đọc sách. Trên khi đọc cuốn sách nào thì bé say mê, nhiều khi đọc theo nhiều kiểu tư thế không đúng, như nằm ngồi thì nhà cũng có nhắc, nhưng mà tới bây giờ thì mình thấy đó là nó cũng có cái tác hại, cho là giờ mắt bé nó cũng bị ảnh hưởng là do một phần là đọc sách chưa đúng tư thế. Cũng hay coi tivi á, rồi điện thoại. Nhưng mà thường thường mình thì lo công việc làm á, nên cũng hay để ý, nên là nó coi thời gian cũng khá dài. Cho nên dẫn đến là có thể là dẫn đến bị loạn trị, loạn thị hoặc cận thị. Bây giờ cũng cấm coi nhiều hơn. Thời gian coi gửi thì theo giờ, hoặc là coi rất ít cho coi ít thôi. Để phòng tránh tật khúc xạ, cha mẹ cần đảm bảo trẻ có chế độ học tập, vui chơi ngoài trời hợp lý để mắt được nghỉ ngơi và điều tiết giữa nhìn gần và nhìn xa. Việc rèn tư thế ngồi học, đọc sách, xem TV của con cái khi ở nhà cũng là việc quan trọng để hạn chế cận thị và các tật khúc xạ về mắt. Cho trẻ đi khám kiểm tra mắt mỗi 6 tháng một lần tại cơ sở y tế có chuyên khoa mắt, hoặc ngay khi trẻ có các biểu hiện nghi ngờ như mờ mắt, dụi mắt, nheo mắt, nghiêng đầu, cúi sát tập vở, viết hoặc đọc nhầm nhiều, để kịp thời phát hiện và điều chỉnh tật khúc xạ. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình với bác sĩ Nga. Bác sĩ có thể chia sẻ về cái nguyên nhân nào gây ra tật khúc xạ? Nguyên nhân mà gây ra tật khúc xạ thì hiện nay có một số nguyên nhân, tức là ví dụ như là bẩm sinh, sinh ra đã có tật khúc xạ rồi là do sinh em bé sinh thiếu tháng, non tháng nhẹ ký, hoặc là mình cho bé thở oxy nhiều trong thời gian mà nằm lưu lại trong thời gian sơ sinh hồi lúc nhỏ đó, hoặc là dinh dưỡng không được đầy đủ. Cái thứ hai nữa là yếu tố gia đình, thì thường là bố mẹ hoặc anh chị em ruột thịt mình bị tật khúc xạ thì khả năng bé sẽ bị tật khúc xạ là khá là cao. Cái yếu tố thứ ba nữa là yếu tố mắc phải, thì thường là mình ngồi học không đúng tư thế, không đủ ánh sáng, hoặc là mình sử dụng mắt trong thời gian quá nhiều giờ liền trên những cái thiết bị điện tử, ví dụ như máy tính, iPad chẳng hạn. Rồi thêm một cái nữa là sau một cái chấn thương, sau một cái hậu phẫu mắt thì bệnh nhân sẽ than mờ, lúc đó đến khám mình sẽ cho kiểm tra mắt và sau đó thì đo kiểm tra khúc xạ thì cũng sẽ là có tật khúc xạ sau một cái chấn thương. Đó là các nguyên nhân dẫn đến các tật khúc xạ ở trẻ. Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ Nga. Thưa bác sĩ Ngân, ngoài những cái yếu tố di truyền, yếu tố môi trường như là bác sĩ Nga chia sẻ, thì còn những cái nguyên nhân gì khiến cho tật khúc xạ ở học sinh gia tăng? Dạ, xin chào MC Hoàng Huấn và xin chào quý vị khán giả. Thì ngoài những cái nguyên nhân giống như là bác sĩ Nga đã chia sẻ, thì cái tật khúc xạ của trẻ thì nó còn có thể liên quan đến cái yếu tố dinh dưỡng nữa. Nếu như mà cái chế độ ăn mà không đầy đủ, hoặc là với những cái trẻ mà bị suy dinh dưỡng thì có thể làm giảm thị lực mắt của trẻ. Chúng ta có thể lấy ví dụ những cái nguyên nhân về dinh dưỡng có thể gây giảm thị lực mắt ở trẻ. Chẳng hạn như là vitamin A, thì nó là cái chất dinh dưỡng, nó tham gia vào các tế bào võng mạc của mắt.
và nó sẽ giúp cho chúng ta điều tiết mắt nhìn thấy được tốt hơn trong cái môi trường mà ánh sáng yếu. Thì thiếu vitamin A là một trong những cái nguyên nhân về dinh dưỡng hàng đầu trên thế giới mà gây giảm thị lực mắt cho trẻ. Và nếu mà chế độ ăn mà thiếu vitamin A thì tùy vào cái mức độ nó có thể dẫn đến là khô mắt này, hoặc là quáng gà này, thậm chí là với cái mức độ nặng hơn thì có thể dẫn đến cái tình trạng mù lòa. Thứ hai nữa là lutein và zeaxanthin được coi là những cái chất chống oxy hóa của mắt. Trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ đóng vai trò giống như là những cái chất chống nắng tự nhiên của cơ thể, và nó giúp cho mắt của chúng ta, nó bảo vệ mắt của chúng ta chống lại những cái ánh sáng xanh mà bất lợi, cũng như là nó hấp thụ cái tia cực tím và nó chống lại những cái tia mà bất lợi khi mà chúng ta tiếp xúc với lại những cái thiết bị điện tử. Omega 3 và các axit béo không no thì trước nay thì chúng ta biết nhiều đến cái vai trò của nó trong cái việc mà phát triển cấu trúc não của trẻ. Tuy nhiên là nó cũng có vai trò rất là quan trọng đối với lại mắt. Nếu như mà cái chế độ ăn mà thiếu omega 3 cũng như là các axit béo không no thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng viêm mắt, đau mắt đỏ cũng như là khô mắt. Vitamin C, vitamin E thì nó đóng vai trò là các chất chống oxy hóa của cơ thể, và nó cũng có vai trò rất là quan trọng đối với mắt. Nếu mà chế độ ăn mà thiếu vitamin C, vitamin E thì có thể dẫn đến là thoái hóa võng mạc và gây giảm thị lực ở trẻ. Ngoài ra còn những cái yếu tố vi lượng khác, chẳng hạn như là kẽm hoặc là các vitamin nhóm B, nếu mà chế độ ăn mà thiếu thì nó cũng gây giảm thị lực và nó có thể dẫn đến cái chứng mù đêm. Thì đó là một số những cái yếu tố mà về dinh dưỡng nó có thể gây giảm thị lực trẻ cũng như là gây nên cái tật khúc xạ ở trẻ em. Cảm ơn bác sĩ Ngân. Thưa bác sĩ Nga, thì cái dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết trẻ mắc các cái tật về khúc xạ để có thể đưa trẻ đi thăm khám kịp thời ạ? Cái dấu hiệu mà để mà phát hiện ra trẻ bị tật khúc xạ thì với những cái trẻ nhỏ mà chưa có hợp tác được với mình thì nó sẽ biểu hiện là trẻ sẽ hay chạy sát lại những cái vật để mà trẻ cần nhìn, ví dụ như xem tivi thì trẻ hay chạy sát lại xem tivi, xích lại gần hơn, hoặc là trẻ sẽ nhìn nghiêng, hoặc là đôi khi phụ huynh đến gặp bác sĩ nói rằng là bác sĩ ơi con tôi sao nhìn giống như bị lé, thì đó là biểu hiện ở những trẻ nhỏ. Còn những trẻ lớn hơn thì thường là biểu hiện bằng cách là bé sẽ than là con mờ mắt, con nhức mắt, rồi con nhức đầu, và đặc biệt là học thì sẽ giảm do là mình nhìn sai số, mình không nhìn không rõ. Và thêm một cái nữa là bé sẽ than là con nhức đầu, thậm chí là có nhiều trường hợp là nhức đầu nhiều và chảy nước mắt. Vậy là khi mà phụ huynh thấy những cái dấu hiệu đó thì nên đưa trẻ lập tức đi khám sớm để được các bác sĩ chẩn đoán và điều trị. Đúng rồi. Vậy thì hiện nay có những cái phương pháp nào để điều chỉnh tật khúc xạ cho trẻ? Bác sĩ Nga có thể chia sẻ. Hiện nay thì những cái phương pháp mà để mà điều trị tật khúc xạ cho trẻ thì nó có những cái phương pháp. Thứ nhất là đeo kính gọng. Đeo kính gọng thì nó đơn giản và nó rất là an toàn, tiện lợi. Nhưng mà nếu mà mình quyết định cho bé đeo kính gọng thì mình phải cho đo khúc xạ cho đúng, đến một nơi cơ sở y tế có khoa mắt để được đo khúc xạ đúng. Vì đối với các trẻ mà nếu mà đo bằng máy đo điện tử thì sẽ không có chính xác, vì trẻ điều tiết rất là mạnh. Khi đến cơ sở y tế có khoa mắt, các bác sĩ mắt sẽ cho nhỏ liệt điều tiết, sau đó sẽ đo khúc xạ thì nó sẽ chuẩn, và sau khi đo xong khúc xạ sẽ có đơn kính phù hợp và bác sĩ sẽ tư vấn thêm. Còn thêm một cái phương pháp nữa hiện nay cũng đang một số cơ sở cũng đang làm, đó là sử dụng kính áp tròng autoclave. Thì cái này thì nó hơi bất tiện một tí với các trẻ, do là cái kỹ thuật mà để mà sử dụng cái kính này là tất cả các buổi tối thì mình sẽ cho đặt cái kính áp tròng đó vào trong mắt, và sáng mai thì mình sẽ bỏ cái kính đó ra và mình không cần phải sử dụng kính gọng. Nhưng mà cái kỹ thuật làm nhiều lúc không có đạt được vệ sinh đối với các trẻ, thế cho nên là rất là dễ gây ra tình trạng viêm kết giác mạc, và là giá thành thì nó lại rất là cao. Thêm một cái khuyết của cái phương pháp autoclave, tức là nếu như mà sau 72 tiếng nếu như mà mình bung, mình không xài kính thì độ lại trở về ban đầu, nghĩa là mình sẽ sử dụng nó suốt luôn, suốt trong thời gian mình điều trị luôn, chứ mình không được bung kính. Cái thứ ba nữa thì nó là phẫu thuật laser, thì cái này nó không có áp dụng cho trẻ nhỏ tuổi,
thường nó sau 18 tuổi và độ sẽ ổn định từ 6 tháng cho tới 1 năm thì bắt đầu là sẽ có chỉ định laser, nhưng mà cũng không có được lâu dài, chỉ được khoảng chừng mấy năm thôi, 3-4 năm gì đó, sau đó mờ thì mình sẽ cho đi khám đo lại, và lúc đó thì cái độ nó có thể là xuất hiện và mình sẽ sử dụng đo khúc xạ lại từ đầu. Với những cái trẻ mà có các cái tật khúc xạ về mắt như vậy thì bác sĩ Nga có thể tư vấn để quý phụ huynh biết là nên chọn những cái gọng kính cũng như là tròng kính như thế nào trong cái việc mà sử dụng cho trẻ. Thì đối với các trẻ thì hiện nay trên thị trường Việt Nam mình nói chung mà cũng như là thế giới, người ta khuyến cáo là mình nên sử dụng những cái loại nhựa. Điều đầu tiên đó là nó rất là nhẹ, cái thứ hai nữa là nó có xuất xứ rõ ràng, và cái thứ ba là có một số nhựa dẻo nó không có gãy, vì các em đeo nhiều lúc nó hay bị gãy. Còn về vấn đề chất lượng của tròng kính thì mình sử dụng những cái tròng kính chất lượng tốt. Nếu mà được thì mình nên là có những cái, nếu mà mình sử dụng giống như hiện nay mình học online nhiều á, mình sử dụng các cái thiết bị điện tử nhiều thì mình nên là sử dụng các cái tròng kính có chống ánh sáng xanh để hạn chế cái tình trạng lên độ, hoặc là cái tình trạng mỏi mắt nó cũng giảm bớt đi. Cái việc mà trẻ phải đeo kính thường xuyên đó có quan trọng hay không, và bao nhiêu lâu thì nên đi thăm khám một lần ạ? Thường là theo quy định thì thường 6 tháng mình sẽ đi thăm khám lại và đo khúc xạ lại một lần. Tại vì mình người lớn thì có thể là ít thay đổi, nhưng mà với trẻ đang phát triển thì sẽ rất là dễ thay đổi. Cho nên cứ quy định là 6 tháng là mình sẽ đi đo khúc xạ lại một lần. Còn mình phải, phụ huynh thì phải nhắc trẻ đeo kính thường xuyên đúng không ạ? Cái việc mà đeo kính thường xuyên là bắt buộc, chỉ khi nào mình đi ngủ thì mình mới bỏ kính ra. Tại vì nếu như mà mình không đeo, điều đầu tiên là mình sẽ mờ. Cái thứ hai nữa là nếu không đeo lâu dần nó sẽ là giống như tôi nói lúc nãy, là nó sẽ dẫn tới tình trạng nhược thị nếu mà mình cứ bỏ kính thường xuyên. Cảm ơn bác sĩ Nga. Thưa quý vị khán giả, hệ thống thị giác của trẻ chưa hoàn thiện, do đó nếu có tật khúc xạ mà không đeo kính sớm thì hình ảnh võng mạc sẽ không rõ nét, ngăn trở quá trình phát triển bình thường của mắt. Chúng ta cùng xem một phóng sự ngắn sau đây. Theo các chuyên gia nhãn khoa, tật khúc xạ học đường do nhiều nguyên nhân. Ngoài các yếu tố di truyền, còn do ảnh hưởng trong quá trình học tập và sinh hoạt, như đọc sách nơi thiếu ánh sáng, ngồi sai tư thế học tập thời gian dài, kích thước bàn ghế không phù hợp, thời gian học tập căng thẳng và liên tục, không cho mắt nghỉ ngơi thư giãn, tiếp xúc với máy tính, TV, điện thoại quá nhiều. Ngoài ra, cũng phải kể đến nguyên nhân đeo kính không phù hợp, không đúng chuẩn và chủ quan trong việc chăm sóc mắt. Khi mắt có triệu chứng ngày càng nặng mới tìm tới chuyên gia, thì bệnh đã trầm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Có nhiều bé thì nó thấy là đeo kính thì như các bé lớn thì tỏ thấy là có vẻ giống như trí thức thì nhiều bé còn thích. Nhưng riêng gia đình người lớn thì mình thấy là bệnh về mắt thì mới đeo kính thì cũng lo lắng. Nhưng mà bây giờ bác sĩ khuyên thì mình cũng thấy cần là làm theo lời của bác sĩ để cho độ cận của bé nó không có tăng nhiều. Con tôi nó lớn, nó hồi đó nó còn nhỏ, nó cũng hay coi điện thoại. Rồi nó cứ thức đêm nó coi điện thoại, xong rồi nó học bài á, nó không có chịu mở đèn, nó kêu mở đèn chói mắt. Cái xong rồi cũng mở đèn xa cho nó, nhưng mà nó cũng ngồi nó học á, nó cứ ghì xuống. Xong rồi cái lớp 1 cái cô giáo nói là bé nhìn xa, hình như là bé hay viết sai lắm. Cho nên về đưa đo mắt thì nói là bé bị lọn, là được một bên 1.75 với một bên 2 chấm. Đi học không chịu đeo, lên nói cô bắt bé đeo mà bé cứ lúc nhắc thì đeo, không nhắc thì không đeo, riết lên nó nặng hơn. Còn bé nhỏ giờ mới phát hiện bị cận luôn. Đối với trẻ có tật khúc xạ, cần phải đeo kính thường xuyên để giúp cho trẻ nhìn rõ hơn và tạo điều kiện cho sự phát triển hoàn thiện chức năng thị giác của mắt. Do trẻ vẫn còn đang phát triển, khúc xạ ở mắt còn thay đổi, nên cần phải đưa trẻ đi khám thường xuyên theo định kỳ và thay đổi số kính đeo cho phù hợp với tình trạng khúc xạ của mắt trẻ, để không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi thấy trẻ có biểu hiện của tật khúc xạ thì nhiều phụ huynh cũng rất là ngại cho con đeo kính sớm sẽ phụ thuộc vào kính, tăng độ, vân vân. Thưa bác sĩ Nga, vậy thì khi nào có chỉ định trẻ phải đeo kính, và nếu mà khi mắc các cái tật khúc xạ mà không đeo kính thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị lực của trẻ? Đối với lại các trẻ mà đi khám đã có tật khúc xạ rồi, khi mà mình đo tật khúc xạ mà có độ và thị lực giảm thì nên cho bé đeo kính
nên cho bé đeo kính và sẽ tháo kính khi mà ngủ mình mới tháo kính ra thôi. Còn nếu như mà mình không cho đeo, cho bé đeo kính thường xuyên thì sẽ dẫn tới tình trạng là mắt cháu không thấy đường, rồi hay nhức mắt, mỏi mắt và nhức đầu, và cái quan trọng hơn cả đó là sẽ gây ra tình trạng nhược thị. Cảm ơn bác sĩ Nga. Trở lại với bác sĩ Ngân. Dinh dưỡng là một cái yếu tố rất là quan trọng giúp cho đôi mắt của chúng ta sáng, khỏe. Thì thưa bác sĩ Ngân, có thể hướng dẫn những cái thực phẩm nào tốt cho đôi mắt của trẻ và nên có cái chế độ ăn uống như thế nào để chúng ta có thể bảo vệ được thị lực của trẻ? Dạ, như phần trên đã trình bày thì chúng ta có thể thấy được là vai trò quan trọng của các chất dinh dưỡng đối với lại thị lực của trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn mà trẻ còn đang phát triển. Thì các chất dinh dưỡng, một số chất dinh dưỡng mà quan trọng đối với lại mắt, ví dụ như là vitamin A, vitamin C, vitamin E, nhóm vitamin nhóm B, omega 3 và các chất axit béo không no, zeaxanthin hoặc là lutein, cũng như là các vi chất như là kẽm, thì nó có vai trò rất là quan trọng đối với lại mắt. Thì trong tự nhiên của chúng ta, thì thực phẩm của chúng ta thì có rất là nhiều thực phẩm mà nó giàu những cái chất dinh dưỡng đó. Thì chúng ta có thể kể đến chẳng hạn như là thịt, cá, trứng, sữa. Thì nó là nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật mà nó rất là giàu vitamin A, cũng như là có thể giàu kẽm. Đó. Các loại hạt như là hạt óc chó này, hay là hạt hướng dương, đó, thì nó cũng rất là giàu vitamin A này, xong lại axit béo không no, đó. Và có thể giàu kẽm nữa. Gan cá thì rất là giàu omega 3 và các axit béo không no. Đó. Còn đối với những cái thực phẩm mà có nguồn gốc từ thực vật, ví dụ như là các loại củ quả có màu đỏ, màu vàng, màu cam như là cà rốt này, bí đỏ, cà chua hay là gấc thì rất là giàu vitamin A. Ngoài ra thì nó còn giàu thế đó, vitamin C nữa. Còn đối với lại các loại rau, đặc biệt là các loại rau mà có màu xanh đậm, ví dụ như là họ rau cải, thì nó vừa cung cấp cho cơ thể chúng ta vitamin A. Đó, ngoài ra còn vitamin C, lutein, zeaxanthin nữa. Cho nên là khi mà lựa chọn thực phẩm ấy, thì cha mẹ có thể là cân đối giữa các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật cũng như là nguồn gốc từ động vật. Quan trọng nhất là chúng ta nên đa dạng hóa cái bữa ăn hàng ngày. Không phải là vì cái sở thích của trẻ là trẻ chỉ thích ăn thịt mà không thích ăn rau, mà cha mẹ lại lựa chọn cái chế độ ăn mà quá giàu những cái thực phẩm mà có nguồn gốc từ động vật. Và ngoài ra thì hiện nay là do cái sự phát triển hối hả của cái nhịp sống hối hả của chúng ta, thì các bậc phụ huynh thì lại có xu hướng lựa chọn những cái thực phẩm mà giống như là đồ ăn nhanh hoặc là chế biến sẵn ấy, mà không quan tâm nhiều đến cái giá trị dinh dưỡng. Thì tôi khuyên là mọi người nên sử dụng những cái thực phẩm mà gọi là rau củ quả sạch và chúng ta tự chế biến, để chúng ta có thể đảm bảo được chất dinh dưỡng cũng như là năng lượng cho trẻ, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà trẻ đang phát triển. Và thêm một ý nữa đó là có thể là chúng ta nghe thấy là những cái chất dinh dưỡng đó thì nó tốt cho mắt, thì các bậc phụ huynh thì có một số phụ huynh thì có cái sai lầm đó là mua những cái thực phẩm chức năng về bổ sung cho trẻ. Thì cái chuyện đó là nó, thứ nhất là nó không cần thiết, thứ hai nữa là với một số vitamin tan trong dầu chẳng hạn như là vitamin A thì chúng ta đã biết được cái vai trò quan trọng của nó, hoặc là vitamin E, phụ huynh tự ý mua về không theo đơn của bác sĩ thì nó sẽ gây ra tình trạng mà thừa và nó sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi. Cảm ơn bác sĩ Ngân. Trở lại với bác sĩ Nga, thì Hoàng Huấn muốn bác sĩ Nga chia sẻ cùng với quý khán giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh, là nếu như mà con trẻ của chúng ta có các cái tật khúc xạ về mắt mà không được điều chỉnh kịp thời thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng về thị lực nè, về sức khỏe, về thẩm mỹ, đó là những cái biến chứng như thế nào? Bác sĩ Nga có thể chia sẻ một số cái ví dụ cụ thể cho các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn. Giống như tôi lúc nãy tôi có nói rồi, nếu như mà mình bị tật khúc xạ mà mình vì một lý do nào đó mình không cho bé đeo kính thì nó điều đầu tiên là nó sẽ gây mờ, giảm cái lực học của bé. Mấy cái thứ hai nữa là lâu dần thì nếu như mà mắt không có được đeo kính thì mắt sẽ lười và gây nên tình trạng gọi là tình trạng nhược thị, thì nó sẽ dẫn tới mù lòa. Nhược thị thì không thể nào điều trị được rồi, điều trị nhược thị nó sẽ rất là khó khăn, phải tập che từng mắt một và tập che trong thời gian từ 4 cho tới 6 tiếng một ngày liên tục như vậy. Thì đối với một cái trẻ mà để mà che một mắt lại liên tục từ 4 tới 6 tiếng trong một ngày thì cũng hơi khó khăn á, mà nó lại không hiệu quả. Không phải cái nhược thị nào điều trị cũng hiệu quả hết. Thế cho nên là tôi khuyên các bậc cha mẹ là nếu như mà con mà bị tật khúc xạ rồi, bác sĩ có chỉ định có cho đơn kính rồi, thì mình nên cắt kính để cho cháu đeo.
Cảm ơn bác sĩ Nga. Thưa bác sĩ Ngân, ngoài cái yếu tố dinh dưỡng thì bác sĩ Ngân có cái lời khuyên gì cho phụ huynh trong việc chăm sóc và bảo vệ đôi mắt của trẻ làm sao cho thật hiệu quả, nhất là trong thời gian mà chúng ta thực hiện cái việc mà trẻ học tập trực tuyến qua nhiều cái thiết bị iPad, TV hay là điện thoại và ít có cái thời gian để ra ngoài vận động? Dạ, thì ngoài yếu tố mà dinh dưỡng để bảo vệ cho đôi mắt thì các bậc phụ huynh cũng nên chú ý là khi mà trẻ học online, thứ nhất là chúng ta chú ý đến cái khoảng cách từ mắt của trẻ cho đến cái thiết bị mà học tập. Ví dụ đối với những cái trẻ mà học bằng máy tính thì cha mẹ nên lưu ý là cái khoảng cách từ mắt trẻ cho đến màn hình là nó duy trì được khoảng 50-60cm. Còn đối với lại trẻ mà học bằng điện thoại hoặc là iPad thì cha mẹ nên duy trì được khoảng 30-40cm. Và trong khi học như thế thì chúng ta phải chú ý cái tư thế học của trẻ cho nó đúng, vừa có tác dụng bảo vệ đôi mắt, ngoài ra còn giúp là bảo vệ cái cột sống cho trẻ nữa. Thứ hai nữa, đó là cái thời gian mà trẻ tiếp xúc với lại những cái thiết bị mà điện tử. Thì ngoài cái thời gian học thì cha mẹ nên chú ý xen kẽ những cái thời gian mà giải trí cho trẻ và tránh cái giải trí bằng những cái trò tiếp tục bằng những cái trò chơi mà ở trên iPad hoặc là điện thoại. Như thế nó sẽ giảm được những cái tác dụng có hại của thiết bị điện tử lên với mắt của trẻ. Thứ ba nữa là cái không gian khi mà cho em bé học thì chúng ta phải chú ý đến cái không gian của trẻ, làm sao cái môi trường của trẻ nó phải đủ ánh sáng và tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào màn hình thì nó sẽ gây chói mắt và nó sẽ gây nên cái tác dụng, cái tác hại bất lợi cho mắt của trẻ. Thứ tư là phụ huynh có thể áp dụng những cái quy tắc gọi là 20-20-20, đó là sau mỗi 20 phút mà trẻ học tập hoặc là tiếp xúc với cái thiết bị điện tử thì có thể hướng dẫn em bé nhìn xa khoảng 6 mét trong thời gian là 20 giây để cho mắt điều tiết và nó sẽ giúp đỡ mỏi mắt. Ngoài ra thì khi mà trẻ học bằng những cái thiết bị mà điện tử thì cái mắt của trẻ nó sẽ điều tiết kém hơn, cho nên là trẻ dễ bị nhức mỏi mắt thì phụ huynh có thể sử dụng nước muối hoặc là nước mắt nhân tạo để hỗ trợ cho trẻ đỡ bị mỏi mắt hơn. Và thứ tư nữa là cha mẹ có thể cho con tập thể dục, có những cái bài tập thể dục với mắt rất là đơn giản, chẳng hạn như là trẻ chớp mắt liên tục trong vòng 2 phút. Thì bình thường á, mắt chúng ta là cứ 4 đến 6 giây thì chúng ta sẽ chớp một lần. Yeah. Tuy nhiên là khi mà trẻ học bằng cái thiết bị điện tử thì cái thời gian mà do mắt của trẻ nó sẽ phải căng ra tập trung nhiều hơn, cho nên cái thời gian mà chớp mắt của trẻ nó sẽ kéo dài hơn và dễ dẫn đến cái tình trạng nhức mỏi mắt. Thì cái động tác mà chớp mắt liên tục trong 2 giây như thế thì nó sẽ giúp cho mắt của chúng ta nó sẽ điều tiết được và nó đỡ cái hiện tượng nhức mỏi mắt. Hoặc là một cái động tác nữa cũng khá là đơn giản, đó là nhắm mắt và di chuyển nhãn cầu theo chiều dọc, có nghĩa là trên xuống dưới, sau đó chiều từ trái qua phải, chiều ngược lại từ phải qua trái, hoặc là xoay tròn mắt. Và ngoài những cái chế độ mà dinh dưỡng này, hoặc là tập thể dục, hoặc là cái khoảng cách ra, thì cha mẹ cũng nên chú ý đến cái việc mà đảm bảo giấc ngủ cho trẻ. Làm sao mà trẻ phải ngủ được tối thiểu là 6 đến 8 tiếng một ngày, cũng như là cho trẻ uống đủ nước. Thì đó là một số cái biện pháp mà có thể giúp cho cái thị lực của trẻ nó tốt hơn. Như vậy là sau 20 phút mà trẻ học tập trên các cái thiết bị điện tử thì mình sẽ cho trẻ nhìn xa khoảng cách là 6 mét trong 20 giây. Là mình sẽ chỉ một cái vật gì đó khoảng đúng cách rồi. 6 mét Dạ đúng rồi. Hoàng Huy phải nhớ cái bài tập này để về áp dụng cho các trẻ nhà của mình. Cảm ơn bác sĩ Ngân. Thưa bác sĩ Ngân, là nhiều phụ huynh có cái thắc mắc là nếu như mà trẻ bị tật khúc xạ nhẹ dưới 1 độ chẳng hạn, thì cái việc cho đôi mắt của trẻ tập luyện kết hợp với cái chế độ dinh dưỡng hợp lý thì mắt của trẻ sẽ trở lại bình thường hay không? Dạ, giống như là lúc nãy bác sĩ Nga đã chia sẻ rồi, khi mà trẻ đã có tật khúc xạ rồi thì lúc đấy là sẽ phải thăm khám điều trị theo ý kiến của bác sĩ chuyên gia. Đối với lại cái chế độ dinh dưỡng cũng như là việc tập luyện cho trẻ, nó chỉ là một cái biện pháp mà hỗ trợ phương pháp điều trị thôi, còn quan trọng nhất vẫn là phải cho trẻ đeo kính đúng theo độ và thăm khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, giống như bác sĩ Nga đã chia sẻ. Cảm ơn bác sĩ Ngân. Vậy thì chúng ta làm gì để hạn chế tác hại của việc ngồi học trước màn hình điện tử kéo dài? Bác sĩ Nga có thể nhấn mạnh thêm để cho các bậc phụ huynh nhớ. Thì cũng như là bác sĩ Ngân đã chia sẻ các cái cách thức mình sử dụng đó rồi, thì ngoài những cái biện pháp đó thì đối với các, tôi nói thêm là đối với các trẻ mà đang đã và đang đeo kính
đang đeo kính, tức là có tật khúc xạ, thì mình nên chú ý tới cái chất lượng của cái kính để là hạn chế, ví dụ cái kính đó có chống được ánh sáng xanh hay không, để tránh cái tia ánh sáng xanh từ thiết bị máy tính đến để dẫn đến tình trạng đến mắt. Với cái thứ hai nữa là ngồi đủ ánh sáng rồi đúng tư thế, và cũng phải tập và chế độ ăn uống giống như bác sĩ Ngân đã chia sẻ. Và thêm một cái nữa là nên cho trẻ đi khám mắt đúng định kỳ và khám đúng chuyên khoa mắt để được khám kỹ và tư vấn. Vì đối với các trẻ là mắt điều tiết rất là mạnh, nếu mình cho bé ra một cái phòng đo kính nào đó mình đo thì người ta sẽ áp dụng trên là đo kính đo bằng máy đo điện tử thì sẽ không có độ chính xác, sẽ không có, và lúc đó sẽ ra một cái đơn kính sai, và lúc đó mình sẽ lắp một cái kính sai. Thế cho nên là khuyên các bậc phụ huynh là nên đến cơ sở y tế có bác sĩ chuyên về mắt để được khám và tư vấn kỹ hơn. Thường thì Hoàng Huấn thấy là khi mà mình sử dụng cái điện thoại để mà mình xem theo dõi trên đó thì nó có cái chế độ là lọc cái ánh sáng xanh, hoặc là có những cái miếng dán để giảm bớt cái ánh sáng xanh cho nó giảm cái tia chiếu vào mắt của mình. Thì không biết là bác sĩ thấy cái vấn đề này như thế nào, đặc biệt là trong cái thời buổi hiện nay cũng có một số các cái gia đình là chưa có cái điều kiện để mà có laptop hay là máy tính cho con mình thì phải học qua điện thoại như thế. Thì nếu mà khi mà mình không có điều kiện để làm những cái việc mà giống như tôi vừa chia sẻ thì mình sử dụng như vậy thì mình phải làm hai điều, đó là mình luôn vệ sinh cái ngang màn hình điện thoại đó để cho nó hạn chế mờ. Với lại cái thứ ba hai nữa là mình cố gắng giữ khoảng cách đúng là từ mắt cho tới cái điện thoại mình nhìn là khoảng từ 45 cho tới 50, để mà cho cái khoảng cách như vậy. Với lại trong thời gian mình xài thì mình phải cho mắt nghỉ ngơi rồi mình tập, giống như bác sĩ Ngân lúc nãy có chia sẻ, để hạn chế. Còn nếu như mà mắt thường mà mình cứ sử dụng nhiều giờ liên tục như vậy thì khả năng sẽ bị tật khúc xạ sẽ rất là cao. Một số các bậc phụ huynh mà khi nghe con mình than mỏi mắt hay là có cái vấn đề gì về mắt thì sẽ ra tiệm thuốc tây để mua những cái thuốc nhỏ mắt về cho con sử dụng. Thì bác sĩ có cái lưu ý gì đối với những phụ huynh mà làm như vậy hay không? Thì thường hiện nay người Việt mình đa số là ví dụ như con hoặc là bản thân họ bị, họ cũng sẽ đi ra tiệm thuốc và họ sẽ mua một lọ thuốc bổ, hoặc là đơn giản là họ sẽ mua một lọ nước mắt nhân tạo để họ về họ nhỏ vào mắt. Nhưng thực tế cho thấy khi mà nhỏ một cái đó một thời gian đến khám với lại bác sĩ mắt thì thường nó sẽ là rất là dễ gây tăng nhãn áp trong mắt. Thế cho nên là tốt hơn hết là nếu mà khi mà đối với mắt thì mình quyết định xài một cái thuốc gì đó. Ngoài trừ khi là xài nước muối thôi. Thì mình phải hỏi thăm ý kiến bác sĩ xem là có nên xài hay không. Rồi mình hẳn xài. Còn nếu như mà mình tùy tiện như vậy thì khả năng là nó sẽ ra một cái bệnh khác. Mong là các bậc phụ huynh của chúng ta sẽ hết sức lưu ý cái điều mà bác sĩ Nga vừa chia sẻ. Vâng, ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay chắc là nhờ hai bác sĩ sẽ có cái lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh trong cái việc mà bảo vệ đôi mắt của trẻ. Chắc là trước hết mời bác sĩ Ngân đi ạ. Thì trong cái giai đoạn dịch bệnh hiện nay thì là con em chúng ta đang phải tiếp xúc với lại tương đối nhiều với lại những cái thiết bị điện tử. Thì phần chuyên môn thì bác sĩ Nga sẽ tư vấn với các bậc phụ huynh. Thì chỉ lưu ý với các bậc phụ huynh là chúng ta, những bậc phụ huynh thì chuẩn bị cho trẻ một chế độ ăn mà nó đa dạng, đầy đủ chất dinh dưỡng, kết hợp với lại phù hợp giữa cái việc học tập, nghỉ ngơi, và chúng ta cố gắng làm sao là trong cái thời gian vui chơi của trẻ thì hạn chế tiếp xúc với lại những cái thiết bị điện tử. Ngoài ra thì các bậc phụ huynh cũng lưu ý đến cái chế độ mà ăn ngủ của trẻ nữa, làm sao là đảm bảo đủ ngày ngủ từ 8 đến 10 tiếng. Còn lại những cái vấn đề về chuyên môn thì bác sĩ Nga tư vấn thì nó sẽ hợp lý hơn. Cảm ơn bác sĩ Ngân, và mời lời khuyên từ bác sĩ Ngân. Thì giống như lúc nãy tới giờ tôi cũng có chia sẻ rồi, bây giờ chỉ nói thêm thôi là tốt hơn hết là mình cho bé đi khám mắt định kỳ mỗi 6 tháng, rồi mình lưu ý ví dụ như mà con mình lúc mà sinh ra nó chưa có đủ ký hoặc là nó thiếu tháng thì mình nên cho đi khám mắt. Để thường là tật khúc xạ nó sẽ rơi vào những cái trường hợp như vậy. Với lại ví dụ như anh chị em ruột thịt trong nhà, nếu như mà có mắc tật khúc xạ, tức là đã đeo kính rồi á, thì bây giờ mình nên đi kiểm tra cho bé, tại khả năng nó sẽ cao hơn là những bé khác. Và khi mà mình cho đi kiểm tra mắt thì nên đến một cái cơ sở y tế nào đó để cho nó chuẩn, chứ đừng có đi ra các cái tiệm kính thì nhiều lúc là đo không có chính xác.
Có khi là nó lại cận thị giả, giả cận thị, do là nhiều lúc là đo trên máy đo điện tử thì nó vậy, nhưng thực tế ra là có độ nhưng mà thị lực vẫn đạt được 9 hàng, 10 hàng thì mình không cho trẻ đeo kính. Yeah. Khi mà cho trẻ đeo kính như vậy thì là lệ thuộc kính và là nó hư mắt. Cho nên là tốt hơn hết vẫn khuyên các bậc phụ huynh là nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt. Dạ vâng, cảm ơn lời khuyên của các bác sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc học trực tuyến sẽ còn tiếp tục kéo dài. Chính vì thế, việc chăm sóc và bảo vệ đôi mắt cho trẻ cần được các phụ huynh lưu tâm để hạn chế việc trẻ gặp phải các bệnh về mắt, nhất là cận thị học đường. Hy vọng là với sự hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa đã giúp cho chúng ta hiểu đầy đủ hơn các bệnh lý về mắt thường gặp ở trẻ, cũng như biết chăm sóc đôi mắt đúng cách. Khi mắt có các dấu hiệu bất thường, cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được kiểm tra và điều trị kịp thời. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe cho mọi người kỳ này cũng đã hết rồi. Hoàng Huấn cảm ơn hai bác sĩ đã đến tham gia với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.